Hello everyone, welcome back to Hello How, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là How. Một năm cũ đã trôi qua và hôm nay là tập đầu tiên mà How làm YouTube của mình. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn, năm nay How sẽ chú trọng về wine nhiều hơn là cocktail. Bởi vì How đã làm đến 95% về classic cocktail, cũng như là hoàn thành một cái nhiệm vụ rất là lớn của mình về classic cocktail rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua năm mới, một cái gì đó mới, một cái format mới. Mình sẽ làm về wine. Wine đang là một trong những thức uống có thể gọi là một loại rượu rất là phổ biến ở Việt Nam. Và họ nghĩ dùng những cái kiến thức cũng như là những cái hiểu biết của mình chia sẻ với tất cả các bạn về những loại wine rất là cơ bản, cũng như là những cái trải nghiệm mà Hào đã có trong 7 năm làm trong ngành hospitality, nhà hàng dịch vụ của mình. Wine thì là một kho tàng kiến thức rất là nhiều nên Hào không thể nào mà nhớ hết cũng như là biết hết được, bởi vì Hào thực sự là không phải là một người giỏi lắm, chỉ là đủ biết thôi các bạn ạ. Nên Hào có cái quyển sách này đây, gọi là Wine Folly, là một trong những trợ thủ đắc lực của Hào. Ngoài ra thì Hào đem luôn cái laptop của mình lên để có thể chúng ta cùng research, chúng ta có thể cùng tìm hiểu và có nhiều tương tác với nhau hơn. Bên cạnh đó thì mình sẽ thử wine, mình sẽ nói về wine, mình sẽ bàn về các loại nho, xuất xứ, body, hoặc là ngay cả về pairing, có nghĩa là wine này sẽ ăn với cái gì. Họ sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình có được. Đây là một video đến từ những kinh nghiệm cũng như là những hiểu biết và qua rất là nhiều research. Nên nào bạn nào mà có những ý kiến khác thì bạn nhớ là để lại những comment cho Hào nhé. Và cũng như đừng quên nhấn nút like, subscribe và share cái video rộng rãi. Đó là một nguồn động lực rất là lớn giúp cho Hào thực hiện thêm nhiều video nữa. Ok, bây giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ đi vào ngay tập đầu tiên của Why Not trong năm 2021 này. Và một loại nho Hào rất là yêu thích, đó chính là Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Cabernet hoặc là Cab, đây là một loại rượu nho full body. Còn nếu bạn nào mà thắc mắc về body hay là tannins, acidity, thì các bạn có thể xem một cái tập của Hào đã làm là 5 yếu tố thử rượu wine. Thì Hào đã nói hết tất cả mọi thứ trong đó rất là cơ bản cho các bạn. Nguồn gốc thì loại nho này đến từ nước Pháp, đến từ cái vùng gọi là Bordeaux. Hào đã làm một cái tập Bordeaux. Cabernet Sauvignon là một loại nho đỏ được chiết xuất từ hai loại nho khác nhau, đó chính là Cab Franc là nho đỏ và Sauvignon Blanc là nho trắng. Thì khi mà hai cái này nhập lại với nhau đó thì nó ra Cabernet Sauvignon là một loại nho đỏ. Nơi mà trồng loại nho này nhiều nhất trên thế giới đó thì chúng ta sẽ phải kể đến là Pháp, thứ hai là Chile, thứ ba là nước Mỹ. Và những cái nước mà có thể sản xuất ra được rượu vang thì những nước này đều có thể sản xuất ra loại Cabernet Sauvignon này. Ví dụ như là Úc nè ha, Argentina. Loại rượu này thì sẽ được thưởng thức ở nhiệt độ từ 60 cho đến 68 độ F, có nghĩa là từ khoảng 17-18 độ C cho đến 20 độ C. Và các bạn nhớ một điều là rượu đỏ sẽ không bao giờ được uống lạnh, không có được để trong cái tủ lạnh của mình các bạn nhé. Mà cái ly rượu đó nó đổ mồ hôi lạnh thì là cái rượu đó không còn uống được nữa. Bởi vì khi mà mình uống rượu đỏ mà uống lạnh á, các bạn sẽ không thưởng thức được những cái yếu tố của những tính chất và cái tình yêu mà nhà sản xuất đã để vào trong cái chai rượu đó, cũng như là cái loại rượu đó. Với Cabernet Sauvignon thì các nhà chuyên gia khuyến khích với chúng ta là sẽ decant, có nghĩa là bạn sẽ đổ cái chai rượu vào một cái canter, là cái bình chứa rượu, và để đó khoảng 60 phút. Thì để cái rượu nó thở, để tất cả các mùi hương cũng như là cái tính chất, cái nồng độ rượu nó sẽ được tỏa đầy đủ nhất. Sau đó mình thưởng thức thì nó sẽ ngon nhất. Ngoài ra thì Cabernet Sauvignon là một những loại rượu mà có thể được để ở trong cái hầm chứa rượu từ 5 cho đến 25 năm. Và càng để lâu thì nó sẽ càng mắc. Bên cạnh đó thì nếu mà để uống được một cái loại Cabernet Sauvignon mà từ mức ngon, mức good á, thì các bạn có thể trả khoảng 20 đô là nó rất là ngon rồi. Vì tính chất của Cabernet Sauvignon là full body nên các bạn sẽ cần một cái ly uống rượu vang to, hoặc là có một cái đáy bầu để có thể
lấy hết được những không khí xung quanh và làm cho cái tính chất của rượu này tỏa được tốt nhất. Thì các bạn có thể thấy ở đây Hào có 3 cái ly rượu, thì cái ly rượu mà lớn nhất sẽ là cái ly này. Các bạn thấy là cái volume, là cái dung tích của nó rất là nhiều và rất là to, thì sẽ tốt nhất cho Cabernet hoặc là những cái loại rượu nào có full body. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử rượu nhé, rồi mình sẽ bắt đầu nói về cái tính chất của cái loại rượu này. Ở đây đó thì Hào có chuẩn bị một chai rượu mà Cab Hào mua ở bên này, Washington, ở cái nơi Hào ở là cái nước Mỹ sản xuất ha, và Columbia Valley, một cái nơi sản xuất rượu rất là ngon. Và cái chai này Hào mua trong Costco, nó rất là rẻ thôi. Nhưng mà rượu đỏ đối với Hào thì nếu mà uống ở nhà đó, thì vì Hào uống rượu là mỗi ngày, cho nên là uống cái loại rượu mà ok vừa giá tiền cũng được rồi, mình sẽ không phải cần uống cái loại rượu thật là ngon. Cái rượu thật là ngon thì trừ khi nào mình muốn tổ chức một cái buổi tiệc, hoặc là mình celebrate một cái gì đó, hoặc là mình đi qua nhà bạn, thì mình sẽ mua cái chai rượu ngon hơn. Ở nhà mình uống giống như là rượu đỏ thường, uống như là uống nước các bạn, nên là một chai rượu như thế này là đã được rồi. Cái này thì Hào đã mở khoảng 2-3 ngày rồi, nó đã brief đủ rồi, mình sẽ không cần phải để cho nó e nhiều đâu ha. Và Hào cũng khuyến khích các bạn luôn là nếu mà bạn nào xem cái tập này đầu tiên á, thì bạn nhớ là trở lại cái tập mà 5 yếu tố để thủ rượu vang của Hào á, thì các bạn sẽ hiểu hơn, nó cơ bản và nó căn bản hơn là cái tập này ha. Ok, thì để nói về Cabernet xong với nhau thì trước tiên là mình sẽ nói về cái màu sắc. Khi mà mình đổ rượu vào một cái ly á, thì các bạn sẽ thấy cái màu á, cái màu của Cabernet là một cái màu mà rất là đậm, mà có nghĩa là full body. Bạn cứ nhớ cho Hào là full body thì cái màu nó sẽ match, có nghĩa là trùng khớp với lại cái body của nó. Thì rượu mà full body thì cái màu nó sẽ đậm. Rượu của Cabernet Sauvignon sẽ đi từ màu ruby cho đến cái màu đậm nhất. Các bạn có thể để lên một cái miếng giấy trắng như thế này. Mình thử nhé. Cheers. Cái đầu tiên mình sẽ thấy ở cái miệng của mình sẽ cảm nhận một cái weight, tức là cái độ nặng của cái loại rượu này, bởi vì nó là full body nên khi mà bạn uống vào nó sẽ có một cái độ cái miệng của mình sẽ cảm thấy rất là đầy. Cái thứ hai là bạn sẽ nghe được trong cái mũi của mình là cái vị của những loại dark fruit, có nghĩa là những loại trái cây mà có cái màu sẫm, ví dụ như là mận, mà mận có cái chín thật là chín ha, hoặc là cherry mà loại là dark cherry, là cái loại cherry màu đỏ, hoặc là bạn sẽ nghe được cái mùi của ớt xanh nè, ớt chuông xanh, mùi thuốc lá, mùi chocolate nữa. Có nhiều cái loại Cabernet mà có cái vị sô-cô-la đen, và một cái mùi rất là đặc trưng của Cabernet là vani. Lý do mà Cabernet sẽ có cái mùi vani là bởi vì nó được để trưng ở trong cái thùng gỗ sồi. Theo thời gian thì cái gỗ sồi nó sẽ thêm vào cái mùi vani cho cái loại wine. Bạn nhớ là Hào làm về whisky đó, thì lý do mà những cái loại whisky mà có taste mà vanilla hoặc là hương thơm về những allspice, là những loại giống như là hồi quế, đinh hương là allspice các bạn, thì sẽ đến từ cái mùi của gỗ sồi này. Cabernet thì nồng độ cồn sẽ từ 13.5% cho đến 15%. Thì các bạn sẽ có thể thấy được cái nồng độ cồn nó sẽ viết kế bên cái chỗ của cái volume của cái chai, hoặc là đằng sau cái label ha. Đặt cái label đằng sau thì nó sẽ viết dọc theo cái label này, thì bạn sẽ biết được cái nồng độ cồn. Khi mình biết được cái nồng độ cồn thì mình sẽ biết là mình uống càng nhiều thì cái rượu mình sẽ càng xỉn mâu hơn nếu như mà nồng độ cồn là 15%. Về tannin thì Cabernet sẽ là một trong những loại rượu, bởi vì nếu mà full body thì Cabernet sẽ có cái tannins rất là full tannins luôn. Khi mà bạn uống vào thì tannin sẽ là cái mà giống như khi bạn ăn trái nho, bạn cắn trúng hột nho hoặc là cái vỏ nho, thì cái độ chát thì đó là cái tannins. Thì tùy vào cái loại nho thì sẽ cho cái loại tannins khác nhau. Ngoài ra thì acidity thì là cái độ chua mà bạn sẽ cảm nhận được ở hai cái hàm của mình. Thì Cabernet sẽ là có cái độ chua ở medium. Còn Cabernet là một những cái loại wine mà rất là dry. Khi mà mình nói dry có nghĩa là nó sẽ không có ngọt. Một lần nữa Hào nhắc các bạn là khi bạn uống một ly rượu đỏ mà nó ngọt ngay thì đó không phải là rượu ngon. Rượu mà uống ok thì phải là rượu uống vào nó chát chứ không được ngọt nha các bạn nhé. Vậy là Hào vừa hoàn thành xong cái phần tasting, bây giờ mình sẽ đi vào một cái phần rất là yêu thích, đó chính là pairing. Pairing có nghĩa là bạn ăn cái gì và bạn sẽ uống với cái gì. Ok, bây giờ mình uống Cabernet thì mình sẽ ăn cái gì đây? Mình sẽ ăn steak. Steak có nghĩa là thịt bò
beefsteak các bạn, là thịt bò ở trong những cái nhà hàng, hoặc là ăn với những loại thịt nướng ướp rất là nhiều gia vị nè, những cái loại thịt mà có rất là nhiều mỡ nè. Những chuyên gia về rượu là sommelier thì họ khuyến khích chúng ta uống cabernet với lại thức ăn, không có uống chỉ một mình nó thôi thì sẽ cảm thấy rất là bị overwhelming, là bị ngạc nhiên dành cho những bạn mà mới bắt đầu tập tành uống rượu đỏ hoặc là rượu vang. Bởi vì trong cabernet nó có rất là nhiều flavor, những cái nhiều mùi vị đan xen, cho nên là khuyến khích là các bạn nên uống với thức ăn nhé. Nếu mà bạn nào mà uống rượu đỏ quen rồi á, thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác là nếu như một ngày nào đó mình có rất là nhiều tâm sự thì cabernet sẽ là một loại rượu rất là tốt, giống như là uống whisky á các bạn. Ok, tập đến đây cũng đã hết rồi và hy vọng là các bạn đã yêu thích cái format mới này cũng như là những kiến thức mà Hào chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu mà các bạn mà yêu thích cái kênh YouTube này cũng như là video này cũng như là Hào thì hy vọng các bạn sẽ có thể like này, chia sẻ cũng như là đặt ra những câu hỏi mà các bạn thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Cheers.